Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, theo đề xuất nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, thành phố cần đến 47.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương để đầu tư 38 dự án động lực trọng điểm, trong đó có nhiều dự án lớn như di dời ga đường sắt và tái thiết đô thị, hệ thống tàu điện ngầm và trên cao. Riêng nhu cầu vốn ngân sách trung ương năm 2021 của thành phố là hơn 2.300 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách trung ương cấp cho địa phương dùng để đầu tư các dự án mới và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang gồm hai nguồn, nguồn vốn trong nước và nguồn vốn ngoài nước. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cần hơn 10.581 tỷ đồng vốn trong nước và gần 37.000 tỷ đồng vốn nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kế hoạch xây dựng nguồn vốn ngân sách trung ương lần này được cụ thể hóa cả về mục tiêu, phạm vi, đối tượng và thứ tự ưu tiên bố trí vốn, cũng như bám sát định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt đồng thời các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chưa được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, quyết định đầu tư một số dự án khi chưa cân đối bổ sung nguồn vốn thực hiện.